Cây giống anh Trung xin kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các cô bác, với các anh chị và các bạn cái lô nho kim cương của nhà em mới về nhá. Nho kim cương cây lỡ, cao 1 mét và đường kính gốc được hơn 1 phân đến 2 phân tùy theo cây ạ. Đây, nhà em về rất là nhiều, chật hết vườn luôn. Vì thế mà em đặt một cái cây riêng lên đây để em quay cho mọi người xem nhé. Vừa rồi thì có rất là nhiều cô bác anh chị hỏi cái cây nho kim cương, cây lỡ như thế này. Đợt này em nhập về 2 ngày hôm nay rồi. Thế nhưng mà mấy hôm vừa rồi thì cũng em cũng bận quá, với lại em quay mấy cái cây kia ấy. Thì hôm nay em quay cái cây này để cho các cô bác, các anh chị và các bạn mình muốn sưu tầm cái loại cái giống nho kim cương này, để cô bác anh chị có thể mua được chuẩn cây chuẩn giống ạ. Đây, cái gốc nó đây nhá các bác nhá. Cái gốc nó đây ạ. Nói chung là đây rất là nhiều. Tùy theo gốc, có gốc thì được 2 phân, có gốc thì được hơn 1 phân. Lá nho kim cương thì em đã giới thiệu rất là nhiều với các bác rồi. Đợt này nhà em về được có mấy trăm thôi. Các cô bác anh chị mà bác nào mà vừa rồi mà hỏi em mà chưa có phải đợi hàng ấy thì liên hệ lại số điện thoại 0977 516 966. Em sẽ gửi bằng ship code đến tận nhà cho các cô bác anh chị nhé. Cái cây này em gửi đến tận nhà cho các cô bác anh chị là 1 triệu, 1 triệu bao phí ship ạ. Nghĩa là các cô bác anh chị nhận cây và chỉ phải trả 1 triệu thôi, trong đó đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Thực ra phí vận chuyển cái cây này thì cũng khá là cao, tại vì cái bầu của nó rất là lớn. Đây, cái bầu của nó rất là to và nặng. Em cũng muốn chia sẻ đến các cô bác anh chị thích sưu tầm những cái loại nho này ấy, chia sẻ đến các cô bác các anh chị để mọi người mua được chuẩn cây chuẩn giống để mình sưu tầm và mình trồng nó nhanh có quả. Thực ra đối với cái nho thân gỗ thì để làm kinh tế thì rất là khó, thế nhưng mà nho này thì có tác nó có cái tính tinh thần rất là cao. Các cô bác anh chị ở nhà chăm và thấy quả nó, và mình được chiêm ngưỡng cái quả, cái hoa của nó nở và cái quả của nó lớn lớn từng ngày ấy, thì sẽ rất là vui. Còn đây là cây lớn nhà em nhé. Đây là cây lớn ạ. Cây lớn này thì chắc là cũng chỉ mấy ngày nữa là ra hoa thôi. Hôm nào ra hoa em sẽ quay lại cho các cô bác anh chị xem. Nhà em có rất là nhiều cây lớn. Đây, cây này cũng thế này. Đó, đây cũng là nho kim cương ạ. Cái cây này đang bong vỏ rồi, chuẩn bị ra hoa rồi. Các cô bác anh chị mà sưu tầm cái giống nho này thì cứ liên hệ với em nhé. Em sẽ gửi đến tận nhà, đến tận nhà cho các cô bác anh chị ạ. Đặc biệt là trong khu vực Sài Gòn ấy và miền Nam, tầm này thì bên chuyển phát họ cũng hạn chế nhận, tại vì trong đó kiểu đang dịch ấy thì sợ những cái đơn hàng sẽ đi lâu, cây của các cô bác anh chị mà mua nó sẽ không đảm bảo. Vì thế mà những cái đơn hàng ví dụ các cô bác anh chị ở miền trong mà muốn mua thì cứ liên hệ rồi em sẽ gửi sau ạ. Ngoài nho kim cương thì nhà em cũng vẫn có đủ các loại nho khác như nho 12 vụ, nho tứ quý, vú sữa hoàng kim, na dứa Đài Loan, cây ghép thấp tầm khoảng 5 đến 10 cm, hoặc là cái cây nhà em nuôi được khoảng 1 mét rồi cũng có. Các cô bác anh chị cứ cần loại như nào thì liên hệ với em sẽ tư vấn cụ thể cho mình ạ. Đây, em cho mọi người xem lại cái cây nho kim cương nhà em nhé. Đấy, quả rất là sai. Đây, đang ngả màu này. Quả rất là sai luôn. Và đặc biệt là trên cây cũng còn rất nhiều hoa nữa.
À, những cái quả này các cô bác anh chị nhìn thấy nó tím thế này thôi nhưng mà nó chưa chín đâu ạ. À, khi nào nó phải đen bóng mọng vào thì nó mới chín. Đấy, rất là nhiều hoa, hoa lên đến ngọn luôn ạ. À, đặc biệt là đợt này em có về một ít cái nho tứ quý, cây cao khoảng 1,5 m ấy, 1,3 đến 1,5 m nhá. Gốc hơn 1 phân đến 2 phân này. Đó, cây cao tầm khoảng 1,5 m, gốc hơn 1 phân đến 2 phân. Đây. Em quay ra cho các cô bác anh chị nhìn ạ. Cái cây này em cũng ship đến tận nhà cho các cô bác anh chị. Ship đến tận nhà cho các cô bác anh chị là giá là 1 triệu đồng. 1 triệu tròn nhá các cô bác anh chị nhá. Cái cây này thì có cây thì có quả, có cây thì có hoa. Thế nhưng mà có những cái cây thì khi mà về nó cũng rụng ấy. Các cô bác anh chị mình về mình chỉ trồng một thời gian thôi. Ví dụ cây nào mà nó rụng ấy thì các cô bác anh chị trồng chỉ một thời gian thôi là nó sẽ ra hoa đậu quả. À, nhà vườn em thì chuyên những cái loại nho ra quả quanh năm. Vì thế mà các cô bác anh chị cứ yên tâm nhá. Và em khi mà các cô bác anh chị ở vùng miền nào em cũng sẽ tư vấn cụ thể những cái loại nào mà nó phù hợp nhất ạ. Em xin phép được dừng video tại đây nhé. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn có một ngày nghỉ vui vẻ ạ.